Kính thưa quý vị, số lượng hồ sơ mượn tiền mua nhà tại Hoa Kỳ suy giảm. Số lượng hồ sơ vay mượn thế chấp để mua nhà của Hoa Kỳ đã giảm 7% trong tuần gần đây nhất. Chỉ số tái cấp vốn của Hiệp hội các ngân hàng thế chấp cũng đã giảm. Đây là những dấu hiệu mới nhất của sự suy giảm trong sự phục hồi của thị trường nhà ở đã hỗ trợ cho sự phục hồi kinh tế. Các số liệu này được phát hành sau khi có tin tức cho biết trong tháng 9, doanh số bán nhà đã có mức suy giảm nhiều nhất trong hơn 3 năm. Và doanh số bán nhà đã từng có người ở cũng đã giảm, trong khi giá nhà đã ngừng gia tăng. Lãi suất thế chấp đã gia tăng mạnh kể từ tháng 5, làm giảm nhu cầu đối với các khoản vay mua nhà và tái cấp vốn. Tất cả những điều này làm gia tăng những lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế, bởi vì giá nhà gia tăng và nhu cầu mua nhà gia tăng đã thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng. Các dữ liệu kinh tế yếu kém gần đây bao gồm sự tin tưởng của người tiêu dùng và các nhà sản xuất. Và trong khi các báo cáo lợi nhuận của các công ty phần lớn là các tin tức tốt, nhưng tăng trưởng doanh thu đã tạo thất vọng. Sự suy giảm trong doanh số bán nhà đã làm cho các nhà đầu tư tránh xa cổ phiếu của các công ty xây dựng. Chỉ số chứng khoán của các công ty xây dựng đã giảm hơn 20% kể từ giữa tháng 5. Các nhà đầu tư đang ước đoán xem khi nào thì Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ giảm bớt quy mô của chương trình mua trái phiếu đã giữ cho mức lãi suất thấp.